Khánh Phương tuyên bố sốc về ồn ào của vợ chủ tịch, đầu tư vào ai thì đi đòi người đó chứ em. Khi bà xã đã bị nhiều nhà đầu tư đòi tiền trong lùm xùm về hợp tác kinh doanh lãi cao, ca sĩ Khánh Phương vẫn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, thậm chí anh còn đáp trả khi có người hỏi về vợ chủ tịch. Theo đó, mới đây, ca sĩ Khánh Phương đã thành công trong việc bán ra 902.000 cổ phiếu SJC, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 13,1% so với vốn điều lệ hiện tại. Ước tính giá trị của giao dịch này là khoảng 12,5 tỷ đồng, tương đương 13.900 đồng trên một cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, Sông Đà Nhật Nam sẽ thu về khoảng 3 tỷ đồng và sẽ không còn là cổ đông của SJC nữa. Trước đó, công ty này đã bán ra 465.200 cổ phiếu SJC trong phiên giao dịch vào ngày 28 tháng 7. Vào cuối thập kỷ 2000, Khánh Phương đã trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích hàng đầu trong làng nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, anh dần mất đi sự hấp dẫn trước sự cạnh tranh của nhiều nghệ sĩ trẻ. Trong vòng 5 năm gần đây, Khánh Phương không còn hoạt động âm nhạc sôi nổi như trước, thỉnh thoảng anh xuất hiện trong vài chương trình và biểu diễn trong một số sân khấu. Trong năm nay, tên của Khánh Phương xuất hiện nhiều trên phương tiện truyền thông. Không còn với tư cách một ca sĩ, anh đã khiến nhiều người tò mò khi liên quan đến việc mua bán cổ phiếu và vị trí quản lý tại công ty cổ phần Sông Đà 101. Điều đặc biệt, bà Vũ Thị Thúy, vợ của Khánh Phương, cũng đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Tình huống này gây ra nhiều tò mò trong cộng đồng người hâm mộ. Trước đó, Khánh Phương đã tạo hình tượng độc lập với tuổi 42, bỏ qua ánh hào quang của showbiz để tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Câu chuyện về việc anh bị phạt trong giao dịch cổ phiếu cũng làm cho nhiều người lo lắng. Thời gian gần đây, trước những ồn ào của vợ, Khánh Phương chỉ âm thầm ủng hộ thông qua tiếng hát của mình. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là nam ca sĩ đối đáp với khán giả khi bị hỏi về bà xã đại gia. Theo đó, khi một khán giả để lại bình luận trả tiền cổ đông mua bất động sản đi ba, Khánh Phương lập tức đáp lại: ở hay đầu tư vào ai thì đòi người đó chứ em, vô duyên. Được biết, bà Vũ Thị Thúy, bà xã Khánh Phương, đồng thời là lãnh đạo công ty đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, doanh nghiệp đang bị nhiều nhà đầu tư đòi tiền trong lùm xùm về hợp tác kinh doanh lãi cao. Nhiều nhà đầu tư đã gặp nhiều rắc rối khi tin vào mức lãi trên trời, những hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi 46% trên một năm, thậm chí tới 70% hay 80% một năm của công ty bất động sản Nhật Nam. Đặc biệt, nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động kinh doanh của công ty. Dù bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn trong khoảng 3 năm trở lại đây, mức lãi suất này là không tưởng, không ít nhà đầu tư cũng phân tích được những bất thường của công ty Nhật Nam. Cũng biết đầu tư lãi cao là rủi ro cũng cao, tuy nhiên nhiều người vẫn tin vào lời hứa của bà tổng giám đốc rằng nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, bà sẽ đền. Nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam, tôi cam kết sẽ không bị mất, bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam khẳng định. Không dừng lại ở đó, trên mạng xã hội mới đây tràn lan clip đối đáp của bà Vũ Thị Thúy với các nhà đầu tư tại một buổi đối thoại. Trong buổi đối thoại, các nhà đầu tư yêu cầu công ty Nhật Nam tất toán hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả tiền lãi và gốc cho các hợp đồng. Tuy nhiên, bà Vũ Thị Thúy cho rằng các nhà đầu tư đi làm việc với bộ phận pháp chế khiến họ rất bức xúc bởi chính bà Thúy là đại diện của công ty Nhật Nam. Thậm chí, bà Vũ Thị Thúy còn có thái độ và lời nói khó nghe khi bị nhà đầu tư chất vấn.